Chào quý vị và các bạn, tôi mình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình du lịch Phú Yên do Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên phối hợp với công ty phân phối Chốt Chài, nhãn hàng BS18 thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, bờ biển Phú Yên được biết đến với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Với điều này đã thu hút rất nhiều lượt du khách đến với Phú Yên. Và khi nói đến các thắng cảnh ở bờ biển Phú Yên, phải kể đến Hòn Yến ở thôn Nhân Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Và ngay lúc bây giờ con mình xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân con mình để cùng tìm hiểu và khám phá những điều tuyệt vời nhất khi đến với Hòn Yến nhé. Xin mời. Cách trung tâm thành phố Tuy Hòa chừng 20 km về hướng đông bắc, qua các xã An Phú, An Chấn, An Mỹ sẽ gặp chợ Yến. Từ đây, các bạn có thể hỏi người dân xung quanh đường để rẽ ra Hòn Yến. Đường đến Hòn Yến khá quanh co, nhưng nếu mọi người để ý, có thể quan sát nhiều điều thú vị về cuộc sống của người dân địa phương nơi đây. Và bây giờ, Hòn Yến đã hiện ra trước mắt Quang Bình với hai hòn đảo lớn và nhỏ, đứng sừng sững uy nghiêm giữa biển trời bao la. Và bên trong đất liền đó chính là những rãnh đá nhấp nhô với những hàng phi lao xanh ngắt. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng theo chân Quang Bình đi xuống bên dưới để tìm hiểu kỹ hơn về Hòn Yến nhé. Xin mời. Sở dĩ có tên Hòn Yến vì trước đây, nơi này từng là nơi lưu trú của rất nhiều chim yến đến làm tổ. Vì thế, người dân nơi đây đã đặt tên hòn đảo này là đảo Yến hay Hòn Yến. Quần thể Hòn Yến là khu vực bao gồm bãi đá nối liền giữa đất liền với Hòn Yến, Hòn Đùng, tạo thành một quần thể thắng cảnh tự nhiên bên bờ biển. Trong đó, Hòn Yến là điểm nhấn nổi bật của quần thể thắng cảnh này. Hòn Yến là kết hợp giữa núi, biển và đảo, sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo miền Trung. Theo như truyền thuyết, nơi này từng là một đảo xa ngoài biển và qua thời gian, cát sông lấn biển và ngày nay hòn đảo ở gần bờ khoảng vài chục mét. Đây là một ngọn núi đá hình chớp cao lớn, đường kính sát mặt nước chừng khoảng 200 mét, cao gần 100 mét, quay mặt bốn phía bởi những tầng đá dốc. Gần đó là một hòn núi đá nhưng thấp hơn, như hình vợ chồng, trông rất duyên dáng, thơ mộng và yêu kiều. Dưới chân núi đá là những làn sóng ăn sâu tạo thành dấu vết thời gian, phía trên là những đường khúc tầng đá do thiên nhiên tạo nên. Các bạn biết không, khi mà các bạn đến với Hòn Yến vào những ngày đầu tháng hoặc giữa tháng âm lịch theo thủy triều xuống thì con đường biển sẽ hiện ra nối đất liền ra Hòn Đùng và đến với Hòn Yến. Thì lúc đó chúng ta sẽ được trải nghiệm đi bộ trên biển nè, rồi bắt cua nè, bắt ốc, và bên cạnh đó nữa chúng ta sẽ được ngắm san hô, rất là thú vị các bạn ạ. Hòn Yến có hệ động thực vật phong phú đa dạng, đặc biệt ở đây có rạn san hô với diện tích khoảng 30 hecta, trải rộng từ rạn Yến ra đến Hòn Yến với 14 loại chính. Các rạn san hô ở đây có màu sắc vô cùng rực rỡ. Đây là vẻ đẹp tạo hóa mà thiên nhiên đã ưu ái và ban tặng cho Hòn Yến. Với lợi thế nước triều rút vào những ngày rằm hoặc đầu tháng, bên việc lặn ngắm san hô, du khách chỉ cần ở trên cạn cũng có thể ngắm và chạm vào san hô đang nổi lên trên mặt nước vào mỗi buổi chiều. Điều này đã thực sự hấp dẫn du khách, vì thế lượng khách đã tìm đến Hòn Yến ngày một đông. Các bạn thân mến, khi mà du khách đến với Hòn Yến chủ yếu là để check-in và chụp ảnh với những rạn san hô ở nơi này. Vì thế cho nên có một số du khách đã không ngần ngại tiến lại gần hơn đến với những rạn san hô, nhiều khi còn giẫm đạp lên san hô và bẻ san hô mang về nhà nữa. Vì thế cho nên vô tình đã làm cho những rạn san hô ở nơi này ngày càng ít đi. Con mình hy vọng rằng những du khách đặt chân đến với Hòn Yến hãy cùng nhau góp phần bảo vệ những rạn san hô và bảo vệ Hòn Yến.
để cho hòn yến của Phú Yên ngày càng đẹp hơn. Nếu các bạn đến đây không đúng dịp nước triều rút thì các bạn yên tâm, các bạn cũng sẽ có cho mình những bức ảnh đẹp lung linh với nấc thang lên thiên đường hay chiếc xích đu đẹp mắt với hoa cỏ tươi màu. Rất nhiều du khách đã cho mình những tấm ảnh check-in ưng ý. Đến với hòn yến, mọi người có thể lựa chọn cho mình những món hải sản tươi ngon, hấp dẫn, mang đậm hương vị của vùng biển Phú Yên như cá mú, cá bớp, các loại sò, nghêu hay ốc. Giá cả của các quán ăn ở đây khá là bình dân và không lo bị chặt chém. Còn nếu mọi người muốn ngắm mặt trời mọc hay hòn yến, những căn phòng của tranh homestay sẽ là địa điểm lý tưởng cho các bạn dừng chân và thư giãn đấy. Quý vị thân mến, một chiều dừng chân trên hòn yến cùng với bạn bè người thân và được trải nghiệm đi bộ trên biển, ngắm san hô và được thưởng thức các món hải sản tươi rói rói đã có thể nói là một điều rất thú vị. Đến đây thời lượng dành cho chương trình du lịch Phú Yên cũng đã hết. Chương trình du lịch Phú Yên do Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên phối hợp với công ty phân phối chốt chài nhãn hàng BS18 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.